Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang lên kế hoạch cho gói viện trợ Ukraine lớn đến mức Nhà Trắng sẽ không cần phải xin thêm bất kỳ sự chấp thuận nào từ Quốc hội cho đến sau cuộc bầu cử năm 2024. The Telegraph đưa tin hôm thứ Bảy. Tờ báo Anh cho biết, gói viện trợ mới có thể lên đến 100 tỷ đô la. Ý tưởng về gói lớn được nhiều người trong chính quyền tán thành. Nguồn tin của tờ báo tiết lộ, những người ủng hộ Ukraine muốn đây là một gói viện trợ lớn, chỉ cần một lần duy nhất, rồi sẽ không phải lo về nó cho đến sau cuộc bầu cử tiếp theo. Theo báo cáo của The Telegraph, chính quyền Tổng thống Biden sẽ chưa vội quyết định xem có nên đề xuất gói viện trợ dành riêng cho Ukraine hay không, cho đến khi Chủ tịch Hạ viện mới được bầu, có thể là vào đầu tuần tới. Để dự luật trị giá 100 tỷ đô la được thông qua, Tổng thống Biden có thể sẽ phải nhượng bộ những thành viên Đảng Cộng hòa bảo thủ về các vấn đề như nhập cư bất hợp pháp. Nghị sĩ Lauren Boebert, một trong những thành viên Đảng Cộng hòa từng chỉ trích chính sách Ukraine của Tổng thống Biden, đã đề xuất trong một cuộc phỏng vấn hôm 6 tháng 10 rằng tân Chủ tịch Hạ viện có thể phải cam kết phản đối việc tài trợ thêm cho Kiev. Bà lưu ý rằng, đa số nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu phản đối dự luật viện trợ Ukraine trị giá 300 triệu đô la vào tuần trước. Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 4 gói tài trợ cho Ukraine với tổng trị giá khoảng 113 tỷ đô la. Tuần trước thì Lầu Năm Góc cảnh báo rằng họ đã cạn kiệt gần như toàn bộ nguồn tài trợ an ninh dành cho Ukraine.